Chào mừng quý vị khán giả của Đài Lý Hoàng TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea. Và hôm nay Chelsea có mời được hai vị khách mời đến với chúng ta. Mình sẽ chia sẻ về những cái góc khuất và những cái đam mê của nhóm ban nhạc. Thì Chelsea rất là cảm ơn hai Danny và anh Tuấn đã đến với chương trình. Thì em mời anh Tuấn và cũng như Danny gửi lời đến quý vị khán giả. Tuấn Châu xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của Đài Little TV Sài Gòn. Và Danny cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Góc Khuất của chị Chelsea ở Đài Little Sài Gòn TV. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Và vài show kỳ trước thì Chelsea có mời được chị ca sĩ Thủy Tiên đã đến với chương trình. Và lúc đó thì chị Thủy Tiên có nói đến cái show chương trình và cũng có nêu ra cái tên của ban nhạc của chúng ta. Thì bây giờ chắc Chelsea mời anh Tuấn và cũng như Danny gửi đến quý vị khán giả. Tên của chúng ta, hội nhóm band của mình là như thế nào và đã bắt đầu từ năm nào? Mình là Tuấn Joe, guitar của nhóm Lung Tung Sen mà quý vị cũng thường hay thấy trên thứ ba hàng tuần trên YouTube. Dạ, và như vậy cũng biết thì Lung Tung Sen band là một, nó đúng nhất là một cái band và cũng có thể gọi là một cái, nếu vị khán giả biết tới nhiều nhất chắc là một cái YouTube channel mà có livestream chương trình ca nhạc mỗi tuần. Từ 7 giờ tối mỗi tuần giờ California, chiều thứ ba. Và như band thì chính thức hoạt động là từ năm 2020, là trong cái khoảng thời gian của Covid luôn. Dạ, wow, là khoảng từ năm 2020. Thì cái tên nó nghe rất là lạ, thì Lung Tung Sen. Thì khi mình bỏ dấu ra thì lúc nào Chelsea cũng đọc là cho nên không dám nói tên đó. Thì bây giờ em mời gì cũng như Danny và anh Tuấn nói rõ tại sao mình có cái tên ý nghĩa Lung Tung Sen. Cái tên Lung Tung Sen thiệt ra là của Danh Huỳnh đặt, là anh đánh trống á. Đáng lẽ hôm nay có ảnh nhưng mà nhà có việc đột xuất, thành ra anh đại diện Lung Tung Sen. Thì cái tên Lung Tung Sen anh Doanh anh đặt ra là nó cũng có hai ba cái ý nghĩa trong. Tức là ở đây là một cái, tụi anh là một cái channel, cái tên là Lung Tung Sen. Tức là có thể làm được nhiều chuyện nhưng mà chuyện nào làm thiệt ra cũng không có lung tung sàng. Hay quá đó. Thì như nãy em nói Chelsea có đọc tên sai nữa là Lung Tung Sen. Thì phải không? Em đọc đúng rồi, đúng. Dạ, dạ. Thì nghe mình nghe tên là mình thấy nó nhiều cái vấn, giống như là mình nghe giống âm nhạc khi mà nghe mình đánh là lung tung gì đó là sàng trong đó. Thì nó cũng cái tên rất là hay, vì đó mình đi theo rồi cũng như mình nói là đam mê. Thì cái này là mình có học trường lớp nào hay không, hay là cái đam mê của mình dẫn mình đến con đường hội mình đó là mở ban nhạc, band? Cái band Lung Tung Sen thiệt ra thì mấy anh em hoạt động từ hồi còn ở Việt Nam rồi. Người nào cũng, anh nghĩ cũng hai mấy năm trở lên, thì cũng lâu lắm rồi. Riêng bản thân anh thì anh có học, Doanh thì như cũng qua đây cũng có học thêm trường bên đây. Còn mấy người kia thì Nghĩa Sữa với anh U Minh Kiệt thì anh không chắc lắm. Dạ, thì cái tên Lung Tung Sen thì giống như anh Tuấn nói là nó xuất phát từ anh Doanh Huỳnh, là một tay trống chính của Lung Tung Sen band. Và nếu quý vị mà có theo dõi Lung Tung Sen thì cũng đã nghe anh Tuấn với anh Doanh hay chia sẻ là trong cái thời gian mà Covid á, thì mọi người không có đi diễn được, các anh em là trong ban nhạc thì không có đi show được, ca sĩ thì cũng không có đi đâu hát được hết, tất cả các show đều bị giống như là bị đình trệ lại hết. Thì các anh em thì cái khoảng thời gian ban đầu thì các anh em giống như là cũng không có gì làm, rồi có một khoảng thời gian thì anh Doanh rồi anh Tuấn rồi ở MMG Studio cùng với anh ca sĩ Quốc Khanh thì mọi người có giống như là làm may khẩu trang cho quý vị quận Cam, quý vị khán giả quận Cam. Xong rồi vừa bay khẩu trang xong cái anh Doanh anh mới nghĩ ra thôi bây giờ mình không có đi hát được, nhưng mà mạng xã hội thì nó phát triển rồi có internet, thì mình mới nói là mấy anh Doanh với anh Tuấn rồi anh Quốc Khanh mới là họp lại nói bây giờ mình mở một cái chương trình gọi là Lung Tung Sen. Mình sẽ làm livestream, mình mời ca sĩ tới mình hát rồi mình livestream thôi, tại cứ livestream miễn phí vậy đó cho mọi người được nghe trong cái thời gian mà Covid. Thì giống như anh Tuấn có chia sẻ thì tất cả các anh ở đây là đều là những anh trống rồi guitar rồi bass rồi keyboard, là rất là chuyên nghiệp, đánh rất là lâu rồi. Tất cả các anh đều là có thâm niên, em nghĩ cũng phải là hơn 20-30 năm. Dạ, tất cả các anh Nếu mà thật sự quý vị mà theo dõi ca nhạc hoặc là văn nghệ thuật của hải ngoại chắc chắn là không thể nào mà không biết anh Tuấn, anh Doanh, rồi anh Keyboard Nghĩa Sữa, rồi anh Bass, U Minh Kiệt, tất cả các anh đều là đã đánh trong những ban nhạc, trong những trung tâm lớn, Thúy Nga, Asia, Vân Sơn rất là nhiều. Thì đó là một cái lý do mà Lung Tung Sèn band và Lung Tung Sèn Channel chính thức được thành lập, là để mình phục vụ âm nhạc cho quý vị khán giả trong thời gian Covid mà livestream, và tất cả đều là chơi live hết, không có edit, không có chỉnh sửa, live là trực tuyến lên cho quý vị khán giả luôn mỗi tối thứ ba. Rồi bây giờ mình vẫn còn đúng rồi, là quý vị có thể lên livestream Facebook hay là vừa Facebook vừa YouTube luôn quý vị. Chỉ có thể cần lên gõ Lung Tung Sèn là ra, Lung Tung Sèn là chắc chắn là sẽ thấy. Và cũng rất là mừng là mặc dù là một chương trình livestream không có đầu tư rất là nhiều, nhưng mà bởi vì các anh ở đây thì có rất là nhiều thâm niên thứ nhất rồi, và thứ hai là cái niềm đam mê, và cũng được quý vị khán giả rất là ủng hộ, cho nên là cũng gần 3 năm rồi mà chương trình thì vẫn còn tồn tại mỗi chiều thứ ba. Dạ, là cho quý vị nào mà đã biết đến rồi thì rất là quen với lại mình nói trong âm nhạc là cộng đồng với âm nhạc thì quý vị đã biết rồi, nhưng với những quý vị nào mà không có thời gian hay là chưa biết đến thì bây giờ là cái chương trình đó mình như thế nào, là mình có gọi vô để mình hát luôn hay không, hay là mình có sẵn ca sĩ rồi, hay mình chỉ người mà quý vị khán giả chỉ ngồi thưởng thức thôi? Cái chương trình đó thực ra là tụi anh làm livestream 100% với ca sĩ. Không, đúng ra vậy nè, lúc đầu là vậy này nè, lúc đầu là mình lấy tên là Âm Nhạc Và Đời Sống. Đúng là trước khi Lung Tung Sèn, là Âm Nhạc Và Đời Sống, thì lúc đó anh em nghệ sĩ mới tụ tập cái studio của MMG của Quốc Khanh, lấy cái đó làm cái điểm mà giao và nhận mask. Mình nhận giải xong là anh em mới chia nhau đi phân phát, mai xong rồi cũng anh em đi phân phát, gom mai xong để đó rồi lại phân phát người thành phẩm đi, thì mới thấy ủa sao toàn là nghệ sĩ không à. Ban nhạc thì cũng anh Trúc Sinh, Nghĩa Sữa, Kiệt rồi Quốc Khanh đồ này kia, ca sĩ rồi, nó ủa sao mình không làm. Thì cái mới là ra đời cái Âm Nhạc Và Đời Sống. Âm Nhạc Và Đời Sống đâu lúc đó lấy được quy chương, nút bạc, lấy được nút bạc của YouTube rồi. Rồi kia Trúc Sinh mới có vấn trục trặc gia đình hay sao đó, rồi mới ra riêng. Thì lúc đó bắt đầu tụi anh mới lấy cái tên khác là Lung Tung Sèn. Thì cái chương trình Lung Tung Sèn tụi anh làm mỗi tuần như vậy thì là ca sĩ tới, có mời một ca sĩ hoặc hai ca sĩ gì đó tới trước tập vợt sơ một cái, rồi ăn uống cái gì đó, thì đúng 7 giờ là tụi anh lên sóng. Thì những khán giả mà không có coi live trực tiếp được thì qua hôm sau có thể coi lại trên YouTube. Khi khán giả coi live thì có thể yêu cầu tương tác với ca sĩ để có thể yêu cầu một hoặc hai bài hát mà thích của ca sĩ đó. Tại vì chương trình thì thường là trung bình sẽ từ 7 tới 8 bài, thì ca sĩ đã tập với band trước là 7 bài, có thể thêm một hoặc hai bài là khán giả yêu cầu. Vậy cũng là gần gũi quý vị khán giả hơn. Và một cái rất là hay là cái đó là mình phục vụ mà mình giống như mình giúp đỡ tinh thần trong thời gian Covid, là rất là nhiều chuyện mà mình thực sự luôn là không có ai mà đi ra đường được nhiều như ngày xưa nữa. Rồi mình hát, nhiều khi mình hát không mà nếu mà ai mà giỏi hay thì hát được, còn những người nào mà chỉ thích hát nhưng mà lại không có thời gian đó rất là khó. Mình nói là cái mental health của mình không có như xưa, khi mình không có tâm trạng để hát, nhưng khi mình nghe qua những ca sĩ và có những nhóm Lung Tung Sèn hát nữa thì tự nhiên mình thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. Thì mình rất là cảm ơn, và mình vẫn tiếp tục đến bây giờ, mình vẫn có show mỗi thứ ba 7 giờ đến 8 giờ. 7 giờ đến 8 rưỡi. Tùy theo cái chương trình hôm đó, nếu mà có nói chuyện nhiều với khán giả thì nó kéo dài hơn chút xíu. Rồi mình trong thời gian khó khăn đó như thế, mình có những cái khó khăn trong thời gian Covid hay không? Thiệt ra trong cái thời gian Covid nó lại không khó khăn bằng bây giờ. Tại vì lúc đó ai cũng rảnh, ban nhạc cũng rảnh, ca sĩ cũng rảnh, mình mời cái là họ ok liền à. Đúng rồi. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái thời đó cái quản lý của YouTube về ca nhạc anh không biết như thế nào, mà có những bài hát thì họ cho mình hưởng cái bằng tiền gì đó đây này, như mình có thể monetize cái video đó, mà nó cái thời gian đó thì nó có vẻ nó dễ hơn. Dễ. Rồi sau Covid thì nó lại hơi khó. Sau Covid thì từ khi Covid mở cửa lại là coi như là tụi anh làm là YouTube cắt hết. Không còn xu nào luôn á. Wow. Maybe là hồi đó là tại vì em nghĩ là một phần là bởi vì vì dịch á, cho nên là nhiều người họ cũng lên YouTube họ xin cover, họ cover lại bài nhạc thì YouTube nó dễ hơn. Yeah. Wow. Bây giờ YouTube khó lắm. Như là lúc đó người ta rảnh nhiều, người ta không có đi làm, người ta coi nhiều người cho 5 đồng, 10 đồng. Oh. Thì lấy cái đó trang trải chi phí cho anh em, tiền xăng, tiền cộ thôi, chứ gọi là tiền show thì không đúng. Đúng rồi. Tiền xăng, tiền cộ cho anh em rồi ca sĩ rồi này kia. Rồi bây giờ đi làm lại thì ai nấy cũng đi làm, ta cũng bận. Tìm ca sĩ thì nó cũng khó hơn hồi trước. Dạ. Ca sĩ bây giờ kêu cũng khó hơn. Tại vì ta chạy show. Thì đó, bởi vậy anh nói hết Covid vậy mà lại khó khăn hơn là đang Covid. Wow, vậy là bây giờ nếu mà quý vị nào muốn ủng hộ tinh thần thì làm như thế nào mà ủng hộ cho nhóm mình? Là xem thêm hay là như thế nào, hay là chia sẻ với người nhà, người thân, hay làm như thế nào để mình cho cái show của mình nó thêm như ngày xưa, nó thêm lửa? Cái đó đề nghị rồi. Dạ thì mỗi lần quý vị, thứ nhất là quý vị đầu tiên thì cứ việc dễ nhất mà miễn phí luôn là cứ lên YouTube và subscribe cho channel Lung Tung Sèn. Và ngoài ra thì Lung Tung Sèn vẫn có những cái fanpage khác, như là ở Facebook cũng tên là Lung Tung Sèn luôn, quý vị có thể like và follow. Rồi ở trên Instagram thì cũng có là account là @lungtung là trên Instagram. Và TikTok là account LTX Media. Thì tất cả những cái channel đó thì quý vị cứ đầu tiên là cứ có thể là nếu quý vị thích thì cứ like và follow và share ra. Thì càng nhiều người share ra hơn thì sẽ có càng nhiều người biết và xem. Ngoài ra thì mỗi lần mà chương trình livestream thì vẫn có để cái Zelle và Venmo ở dưới màn hình. Đến với số phone của Lung Tung Sèn thì quý vị cứ có thể thích thì cứ donate ở trên Zelle hoặc là Venmo, hoặc là quý vị xem lại những chương trình trên YouTube thì vẫn có thể donate thông qua YouTube, nhưng mà tiện nhất và có thể save nhất cho quý vị, save tiền nhất, bởi vì qua YouTube thì mình còn bị mất phần trăm chút xíu, mà mình cứ gieo Venmo thì nó sẽ donate thẳng tới các anh. Bởi vì thật sự mà nói thì một chương trình quý vị thấy, nếu quý vị mà đã có xem Lung Tung Sèn, quý vị cũng thấy là một chương trình mặc dù nói là lung tung, nhưng mà các anh đây thì đều là những người rất là chuyên nghiệp. Và thật sự ở đây hôm nay thì rất là tiếc là không có anh Doanh, cũng như là không có Hoàng Duy là một người mà audio producer của Lung Tung Sèn. Bởi vì một chương trình mà muốn thành công thì nó vừa phải có tất cả các band, trung bình là mỗi một lần thì sẽ có anh Tuấn ha là guitar, rồi anh Nghĩa là keyboard, anh Ki là bass là 3 người, và anh Doanh là 4 là trống, là 4 người là band rồi ca sĩ, rồi sau đó phải có đèn và có Danny. Thì Danny là sẽ là về hình ảnh, video và livestream. Và Hoàng Duy là người audio mixer, producer của band, là sẽ mix live ngay trực tiếp ngay chạy chỗ đó để mình có thể đưa lên YouTube livestream một cái chất lượng âm thanh mà tốt nhất. Thì nếu quý vị mà chưa biết Lung Tung Sèn thì có thể nghe thử lên Lung Tung Sèn channel. Còn nếu mà quý vị đã biết thì chắc chắn là theo Danny thì đây là một cái band nhạc, mà một cái YouTube channel mà chắc chắn em nghĩ là hiện tại tới bây giờ thì chắc là cũng chưa có, ở trong quận ca mình chưa có một cái band nào có thể đánh live mà trực tiếp luôn. Tụi em không có chỉnh sửa gì hết, tất cả đều là live xong một lần là xong. Vậy bây giờ hỏi cho Chelsea, hỏi là nếu mà quý vị nào mà đang sắp có tiệc cưới hay tiệc sinh nhật, bây giờ muốn mời mà họ muốn mướn nhóm mình thì họ có được mướn hay không, hay là nhóm mình chỉ có hát cho show hay là mình chỉ hát livestream thôi? Không, tụi anh thì cũng nhận event ở ngoài chứ. Thì ở dưới chương trình có cái số phone, hoặc là liên lạc với email thì có số phone của anh, hoặc chị Đào, thì vẫn tụi anh vẫn nhận event. Dạ, tại nhiều khi có những quý vị nào đang xem mà đã ngưỡng mộ biết bao nhiêu năm mà lại không có dám, nhiều khi mình ngại hỏi, thì sẵn đây là một cái góc khuất luôn. Thì trong thời gian đó là có những cái khó khăn mình đã biết đến rồi, những cái thành công hay là những chuyện gì mà nhóm mình có thể chia sẻ cho quý vị khán giả nghe hay không? Tại đây là show góc khuất. Thì tạm thời thì phải nói là YouTube cũng như Facebook và tất cả các trang mạng xã hội thì gom lại hết, cộng lại thì cũng gần 100.000 follower gom hết everything à, Facebook chút xíu, ở YouTube chút xíu thì cũng gần 100.000 à, trên YouTube thì khoảng gần 30.000 subscriber thì cũng chưa có nhiều lắm, nhưng mà thật sự mà nói thì như anh Tuấn và anh Doanh hay chia sẻ thì quý vị mà ở theo dõi hàng tuần á, đi ra ngoài đường gặp mấy anh thì cũng rất là thích và cũng hay lại cảm ơn, rồi cứ hỏi là cứ nói với mấy anh là ráng giữ chương trình, cứ giữ hoài nha. Và rồi trong những cái show live thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả ở khắp nơi trên thế giới, ở châu Âu rồi ở cả Việt Nam rồi Úc rồi Canada cũng rất là thường xuyên ủng hộ, rất là nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là tốt về mặt tinh thần cho các anh em. Và ngoài ra thì Lung Tung Sàn thì cũng nếu mà có cơ hội thì vẫn tạo điều kiện cho những ca sĩ trẻ tới hát và trình diễn cũng như làm quen với sân khấu, để có cơ hội thì sẽ đi show với các anh luôn. Các anh cũng có làm show nhỏ nhỏ ở ngoài để phục vụ cho vị khán giả. Cũng vui quá ha, là mình có nhiều hết trơn mà từ hồi năm 2020 cho tới bây giờ có 3 năm mà mình đã phát triển rất là, thấy rất là thành công rồi. Dạ, cũng tạm thôi đấy, nếu mà thật sự mà nói so về mặt bằng chung của mạng xã hội thì cái sự phát triển của Lung Sàn thì nó cũng không có nhanh lắm. Với lại một phần như anh Tuấn nói thì tại vì thật sự nhạc tất cả mình đánh đa số là nhạc cover, có các anh chị hát nhạc tiếng Anh nữa cho nên là rất là dễ bị strike bản quyền. Facebook và YouTube nữa rất là dễ bị strike, cho nên là giữ được đến hiện tại thì Danny thì thật sự là không phải là quá rành về âm nhạc, nhưng mà làm việc với các anh thì rất là quý và rất là nể các anh, bởi vì thật sự một lần một cái show vì thấy theo dõi một cái livestream nó chỉ có 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi thôi, nhưng mà các anh là thường là phải tới trước đó là khoảng 2 tới 3 tiếng để tập với ca sĩ, tại vì mình làm show live mà ca sĩ cũng hát live, ca sĩ cũng phải tới và tập trước, cho nên mình phải tập dợt qua hết 6-7 bài. Rồi trước đó là các anh giống như anh Tuấn hoặc là anh Nghĩa là thường là sẽ nhận cái list bài của ca sĩ và mình phải hòa âm trước, mình sẽ viết cái bài đó ra theo đúng cái style của ca sĩ muốn trong cái ngày đó, rồi mình tập qua hết. Rồi tập qua thì trước đó là phải anh Hoàng Duy audio producer cũng phải có mặt trước ở đó để ảnh check hết cái tiếng để make sure là tiếng nó lên livestream tốt nhất. Nhưng mà lấy cái tên như vừa rồi anh có nói, lấy cái tên Lung Tung Sàn, nhưng mà mình rất là thực sự mình làm việc giống như là còn hơn là làm việc nữa đó, là khi mà chỉ livestream như là anh này có nói đó, là mình phải tới trước 2-3 tiếng rồi xong mà sau đó mình phải clean up dọn dẹp nữa, là có nghĩa là hơn ít nhất là 4-5 tiếng đi, 5 tiếng đi, để mà mình chuẩn bị cho chương trình, giống như mình chuẩn bị sau đó mình dọn dẹp này kia nữa. Không có đâu, tới trước khoảng 2-3 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Để tập, tại vì livestream lên như vậy là như vậy luôn, tụi anh không có edit gì lại hết một chút xíu nào đó. 4 tiếng. Thành ra phải tập 4 tới 5 tiếng. Dạ, nhiều là 5 tiếng đi. Không, 4 tiếng, chắc 4 tiếng. Dạ, quý vị cứ tưởng tượng quý vị trong thời gian mình chỉ nghe 1 tiếng rưỡi thôi, nhưng mà những anh sau lưng behind the scene là làm rất là nhiều, rồi còn ăn uống đó anh, mệt hết sức đó anh. Rồi xong rồi vậy mình nói về đồ ăn là mình cứ mỗi lần tới tự bỏ tiền ra mua hết. Đó là một phần mà Danny khi mà làm việc với các anh chị như là anh Tuấn rồi anh Doanh và vợ của anh Doanh là chị Đào á, thì phải nói là rất là quý các anh chị, bởi vì đi làm cho Lung Tung Sàn là không chỉ làm mà còn được ăn ngon nữa, mỗi tuần 1 món. 4-5 tiếng là chưa kể mấy người viết bài như anh, là anh nhà phải viết trước. Mình nói vậy quý vị mới thấy là mình. Dạ, là anh Nghĩa với anh Tuấn là 2 người là thường là viết bài cho ca sĩ trước, là mới mình anh nhận cái bài, tại vì mỗi bài là mình phải đánh theo cái tông rồi cái style của ca sĩ nữa. Có thể họ đưa cái bài đó nhưng mà của một ca sĩ cũ, nhưng mà họ muốn hòa âm lại một kiểu mới hoặc là một cái style mới thì mấy anh phải ngồi anh viết bài lại. Cái này để nói sâu về góc khuất nha. Khi mà mình làm cho công ty hay làm cho ai đó, hay mình làm chủ cho một cái gì đó, một cái dịch vụ nào đó là mình được tiền là người ta trả cho mình. Nhưng mà khi mình làm livestream vậy, quý vị đâu cần trả gì đâu. Quý vị nào thương, thích hay là mến thì quý vị có hay donate, từ mình cho là 5, 10 đồng, 1 đồng, 2 đồng là giúp cho tiền là để mà chi phí, nhưng mà đâu có đủ đâu. Thì đó là... Thì bây giờ anh mới nói cái thời Covid vậy mà đủ. Dạ, thời Covid thì quý vị... hết Covid lại không đủ. Cái đó cũng cái thời Covid là quý vị khán giả rảnh á, ở nhà rồi cũng lạ nữa, một cái chương trình nó rất là mới lạ. Tại thật sự không có ai mà dám, phải nói là mấy anh rất là gan luôn á để mà làm live như vậy. Chứ không có em, tại vì em thì cũng làm việc cũng trong cộng đồng cũng khá lâu, là âm nhạc thì đa số ở đây mình quý vị cũng biết thì đa số sẽ gọi là chương trình thu hình. chứ không có gọi là chương trình trực tiếp được. Không, mà phải nói đầu tiên cũng phải nói công nhận là nhờ cái phòng thu của Quốc Khanh, tại vì cái studio đó là đầy đủ âm thanh hết rồi, ban nhạc trống bass âm ly gì đầy đủ hết. Nó có cái điều kiện đầu tiên trước thì cái thời đó nó còn cách ly, đâu có máy quay như vậy đâu, tụi anh mới mỗi người một cái điện thoại, ngồi mỗi người một góc, đâu được ngồi gần nhau. Đúng rồi à. Mỗi người một cái điện thoại, cho nên cái đời đầu tiên ra là tụi anh 6 người, 6 cái màn hình nhỏ trên tivi. Rồi sau cái đó mới bắt đầu cái có đèn nì rồi này kia, mới có máy quay đồ đàng hoàng, chứ còn cái thời đầu nó 6 người 6 cái điện thoại trước mặt vậy nè. Ủa là sao mình khi mình ghép vô như thế nào? Em đang tưởng tượng là mỗi người một cái, là sao mình ghép vô mà cái điện thoại để lấy hình thôi. Hồi đời đầu của Luân Sèn là âm nhạc và đời sống là ở trên màn hình sẽ là mỗi người một góc nhỏ thôi. Giống như zoom vậy đó hả? Đúng rồi giống làm y chang như cái size zoom luôn. Thì đúng là từ cái thời đó là mình thấy cái đó rất là nhiều. Rồi quý vị khán giả thì cứ xem là mà xem hết 6 màn hình, nhưng thực sự là mỗi người một góc. Đúng. Dạ, anh Trống là một cái phòng riêng, rồi anh Tuấn ngồi một cái phòng riêng, một phòng riêng luôn. Tại vì cái thời đó là rất là peak của Covid, cho nên là mình cũng giữ đúng cái khoảng cách. Thời đó mình anh nghĩ phải làm đúng, anh nghĩ là còn ngồi một phòng mà còn đeo mask nữa mà em nhớ trời ơi, dễ thương vậy. Kiệt là đeo từ đầu tới cuối. Anh Kiệt chúng anh nghĩa dạ. Kiệt dạ. Cái thời đó là mình giống như mình bị cách ly, chia cách với nhau, mà muốn anh em gặp mặt với nhau cũng hơi khó khăn, mà âm nhạc đem chúng ta đến với nhau, nhưng mà vẫn cái mình chia cái giới, cái mình đang cái biên giới 6 feet. Cái này hơn anh, mỗi người một phòng rồi. Dạ, mà quý vị rất là thấy Chelsea nghe nghĩ tới cái thời Covid mình trải qua, mà những nhóm của mình đã làm thấy là rất là mình bỏ rất là nhiều thời gian nè, rồi mình nói là nhiều sức công sức, tình thương mến thương yêu trong đó nữa. Nhưng mà sau bây giờ đây, quý vị nào mà muốn thương có thể xem YouTube hay là xem trực tiếp trên Facebook, là quý vị có thể thích thương có thể cho vài đồng hay là không, hay là cũng một cái gì đó có thể là tượng trưng để mà giúp đỡ cho nhóm cũng được ha. Từ đó như Danny nãy nói là nhấn cái nút subscribe cũng được. Đúng rồi, không cần tốn một đồng bạc nào hết, nhưng mà quý vị nào mà có YouTube account, quý vị có thể lên và subscribe, là mình kêu trực tiếng Việt Nam mình cái chữ subscribe là mình theo, đăng ký kênh hay là mình mình theo, mình follow cũng được để mình xem, thì cái đó nó giúp cho nó nâng thêm một cái số lượng để mà người view ha. Đúng rồi. Thì đó là cái đó là YouTube sẽ trả phần riêng của mình. YouTube thì như anh Tuấn nói là thì trong lúc dịch đó, thì mình còn monetize được, còn dạo này thì rất là khó. Dạo này chặt chẽ lắm. Vậy là bây giờ subscribe cũng đâu có giúp việc gì, tao chỉ có thêm số người coi thôi, nhưng mà cũng đúng rồi. Không cứ có thêm nhiều người coi, rồi cứ nhiều người comment thì nó tăng lên. Và quý vị thì thật sự mà nói thì từ lúc mà Luân Sèn làm chương trình thì không có sống bằng, không có tồn tại bằng tiền từ YouTube, mà đa số là từ bảo trợ của các cơ sở thương mại nữa. Có một số cơ sở thương mại ở Mỹ và cũng như ở cả Việt Nam nữa có bảo trợ cho, giống như mỗi chương trình họ sẽ bảo trợ cho mỗi chương trình. Cho nên rồi giờ họ làm ăn cũng khó khăn hay sao, họ cũng rút luôn. Này cũng hơi ít lại. Kinh tế ngày nay nó rất là khó khăn, nhưng mà cái này là một cái nỗi khổ, một cái nỗi khổ đam mê. Khi mà mình đam mê quá, mình chạy theo, mình không cần biết là cái mình nói là cái đồng tiền hay đồng lương nó không còn là một cái chính nữa, mà cái đam mê của mình. Thực sự cái team của Luân Sèn là làm là gì đam mê. Ngay cả Danny hay Duy cũng vậy, thì tụi anh cũng như nhau hồi trước. Ví dụ như tụi anh có tiền xăng thì Duy, Danny đều cũng y chang, nguyên một team như vậy. Thì bây giờ nguyên team bị vậy hết. Thì nói chung là vì cái đam mê thì mình cố gắng giữ tới bây giờ. Vậy cho anh hỏi, nếu mình đam mê như vậy, mình có khuyến khích những giới trẻ sau này có chạy theo đam mê của mình hay không? Thì như cái mục tiêu của Doanh á, là ráng giữ cái này để giữ lửa cho cái nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Thì vừa rồi cái năm 22 tụi anh có tổ chức một cái cuộc thi gọi là Can You Sing, để tuyển lựa những cái giọng hát hay của người Việt, không kể lứa tuổi, để mà tìm những cái nhân tài mình sanh ra đất Việt để mình giữ cái lửa nhạc Việt. Thì cũng hay, cũng vui, cũng mới phát hiện ra bên này người Việt mình còn nhiều người hát hay lắm. Mấy em nhỏ cũng vậy. Và không chỉ là hát mà có rất là nhiều bạn trẻ là sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ luôn, nhưng mà hát được tiếng Việt, nói tiếng Việt, viết tiếng Việt. Có một số chương trình là quý vị mà có theo dõi Luân Sèn thì cũng mới biết là tuần trước là một chương trình Father's Day, là có ba em rất là trẻ thôi, từ 13 ba chị em gái từ 18, 19 và 21 tuổi mà đẻ ở đây hết, mà nói tiếng Việt, hát tiếng Việt hết. Wow, một cái đam mê. Thì đó. Dạ, là quý vị cũng thấy là cái show Góc Khuất nào cũng có những cái đam mê mà không có tiền YouTube. Nhưng mà Chelsea nhớ có một ai đó nói Chelsea cứ chạy theo đam mê đi, tiền sẽ đến sau. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái quan trọng của mình nữa, quan trọng là mình làm những gì mình yêu thích. Vì mình đâu có biết ngày mai chuyện sẽ xảy ra đâu. Dạ. Còn Danny, từ một người mà mình nói là graphic hay là bên editing, nhưng mà đâu một cái cơ duyên mà đến với lại hội nhóm Luân Sèn. Dạ thì Danny em thì làm việc là chuyên về video cũng như là dựng video. Thì hồi xưa là Danny cũng có thời gian cộng tác với Little Sài Gòn TV. Thì sau này thì hồi đó tới giờ thì làm về video, về âm nhạc thì rất là nhiều. Làm cho Danny có làm cho SPTN và Asia. Thì cũng quen biết anh Quốc Khanh. Thì là trong cái thời dịch lúc mà mấy anh đang làm âm nhạc về đời sống thì là chưa có Danny. Thì sau khi mà MMG chính thức là thành MMG Studio thì anh Quốc Khanh có mời Danny về cộng tác chung. Thì từ đó là mới gặp mấy anh đây và làm việc với các anh tới bây giờ luôn. Thế là không phải chỉ có yêu đam mê âm nhạc không, mà mình nói là đam mê với là cái tiếng Việt Nam mình là chữ media, tiếng Việt Nam mình là mình nói về là nghệ thuật đi. Dạ. Có nghĩa là những người mình đam mê nghệ thuật tự nhiên cứ duyên gặp lại nhau hết à. Nói chung là có duyên. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ cái này cái nghiệp hay cái duyên khi mà anh đi làm cả hai. Dạ. Rồi và vừa qua là mình đã mấy năm rồi. Còn cái ước mơ sau này của mình là mình còn có thêm ước mơ gì hay không? Thì mình có làm lớn hơn hay mình có lên cái show nào giống Can You Sing No. 2 hay không anh? Tụi anh thỉnh thoảng cũng có làm một vài cái show ở ngoài. Nhất là bây giờ. Để may mắn thì kiếm thêm được chút đỉnh đắp vô cho những cái thứ ba hàng tuần. Còn có tổ chức cuộc thi tiếp theo hay không thì còn phải coi cái nhà tài trợ. Không có nhà tài trợ thì tụi anh làm không nổi. Đúng rồi. Dạ, thì thật sự là hôm nay thì cũng có mặt ở chương trình của chị Chelsea, thì cũng mong quý khán giả mà theo dõi chương trình nếu mà có niềm đam mê với nghệ thuật và muốn giữ cái lửa của nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại thì hãy liên lạc với Luân Sèn ở số phone là 714 949 7406 và cũng là số phone của Zell luôn, 714 949 7406. Như Danny vẫn hay nói là thực sự Danny hay nói với các anh là thứ nhất là Danny cũng không phải là quá lớn nhưng mà cũng phải là quá trẻ. Thì thật sự cái âm nhạc của hải ngoại nó có một cái hay mà nó phải nói là rất là lạ. Mặc dù Danny là em là lớn lên ở Việt Nam mà sang đây lúc mà em cũng 17-18 tuổi thì không có tiếp cận với cái nền âm nhạc hải ngoại nhiều. Nhưng mà làm việc với các anh, nghe các anh tâm sự những cái câu chuyện mà các anh làm nghề, rồi thấy các bạn trẻ ở đây học tiếng Việt, nói tiếng Việt mà hát tiếng Việt rất là hay nữa, thì rất là quý. Và cho nên lúc nào cũng rất là muốn góp một phần nhỏ thôi để phụ với các anh, để giữ cái ngọn lửa của nền âm nhạc và nghệ thuật nói chung của hải ngoại. Cảm ơn rất nhiều. Và có những cái rất là đáng yêu và những bé như mình nói đó là không có rành tiếng Việt nhưng mà khi hát tiếng Việt rất là rõ, nhưng mà nói lại đất đớt, nhưng mà đam mê quá hát tiếng Việt, ráng chịu học hỏi và nói từng chữ rất là rõ. Thì cái đó một cái mà đáng quý và đáng rất là mình mến những cái em đó của thế thời mà nó thấy hệ sau này. Thì anh rất khuyến khích chuyện đó, cho nên mới đầu định tổ chức cuộc thi là khuyến khích chuyện đó đó chứ. Và cũng tìm ra một số bạn hát rất là tốt, và có một số bạn là sáng tác luôn, sáng tác tiếng Việt luôn. Và sáng tác tiếng Việt luôn và đem cái bài tiếng Việt của mình sáng tác đi dự thi luôn, rất là hay. Wow. Là quý vị có thể bây giờ muốn xem lại cái chương trình đó thì cứ việc lên YouTube gõ vào từ khóa Luân Sèn là chắc chắn là sẽ ra. Luân Sèn, tại vì không có ban nhạc, cái công ty hay là channel nào mà lấy chữ Luân Sèn Anh Doanh thì ảnh có chia sẻ hồi xưa là anh nói là tại vì giống như là khi mà anh Doanh ảnh đưa ra cái ý kiến là mình làm một chương trình live mỗi tuần mà không có chỉnh sửa gì hết, thì thực sự các anh ở đây kể cả em nữa rất là kiểu như mình hoài nghi, trời, đó giờ đâu có ai làm đâu. Đúng rồi. Mà mình đánh like nữa mà không chỉnh sửa gì hết thì có chắc là hay không, thì ảnh mới nói là thì mình còn lung tung thì mình cứ làm cho nó lung tung đó, nhưng mà thật sự là vẫn nhờ vì khán giả mà đến vẫn tồn tại bây giờ, rất là lúc nào cũng các anh em ở đây rất là quý sự ủng hộ của vị khán giả. Wow, là mà mình cứ ngồi mình suy nghĩ là một cái quá trình đó tuy là thời gian thì nó không nhiều mà cũng không ít, nhưng mà mình đã trải qua rất là nhiều mà đến bây giờ mình làm mỗi tuần, có nghĩa là mình rất là consistent, mình rất là đam mê và mình rất là cái lửa mình lúc nào cũng còn mãi trong đó hết. Rồi có bao giờ anh nghĩ anh sẽ ngừng không? Ngừng thì tụi anh không có muốn ngừng chút nào hết đó. Tại vì thật sự từ khi làm Lung Tung Sàn đến giờ tụi anh ra ngoài, nhất là anh nay đi show nhiều, với lại anh bay show mấy tiểu bang, gặp khán giả rồi này kia, người ta quý lắm, người ta nhìn ra ô tướng vô Lung Tung Sàn, Lung Tung Sàn hay quá, đáng dữ nha. Với cái thời đó tụi anh hay dẫn giỡn 1, 2, 3 vô uống bia, người ta khuyên, ta nói thôi đừng uống bia nữa, uống nhiều chết sớm rồi, chương trình không ai làm lấy gì tôi coi. Dạ, uống ô bà đi anh. Cái thấy cũng tội nghiệp, thành ra không có ý định dừng. Dạ. Nhưng mà theo tình hình trước mắt có thể là chậm bớt lại. Dạ. Hồi xưa mỗi tuần lần, chắc giờ phải 2 tuần lần. Dạ, có thể trong tương lai là phải bớt lại. Đây là quý vị nào mà idol ở đây Lung Tung Sàn mà fan hâm mộ thì chắc quý vị không muốn ngừng, thì quý vị sẽ nên làm cái gì đó để mà làm liền, để mà bắt đầu tiếp tục cái lửa đó là mỗi tuần một lần. Nhưng mà cũng thực sự em thông cảm, em hiểu được là khi mà cái gì đó mình không có đủ quan trọng, bây giờ thời gian nó rất là đáng quan trọng, rất là thời gian mà bây giờ mình không có một cái số nào đó, ca sĩ nè cũng chạy cũng bận rộn hết trơn rồi, và cái show mình không như xưa nữa thì rất là khó để mình tiếp tục mà làm mỗi tuần, nhưng mà bỏ hết thì rất là uổng. Thì phải nói là công nhận may là Lung Tung Sàn, cái mục đích của tụi anh là vì đam mê là chính, thứ hai nữa là giữ lửa nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Cho nên được một cái studio gọi là Studio Clara, họ cũng thương tình. Tại vì cái MMG của Khanh trước đây làm thì giờ cũng khó khăn, ở trên Khanh cũng trả cái mặt bằng ở lợi rồi, cho nên họ cho tụi anh tá túc vô cái studio đó mới có mà làm tiếp. Mà họ cũng không tính tiền tính gì hết, chứ nếu mà tính nữa là thôi chắc dẹp lo, dẹp thiệt đó. Thiệt luôn. Họ không tính tiền mặt bằng, không tính gì hết. Nhưng mà mình cũng phải cảm ơn cái studio đó. Mình cũng ngại chứ anh đó, cho nên là đó cho nên cái khổ là chỗ đó là mình muốn nhưng mà mình phải có cái gì, hay là bây giờ mình cứ cầu chờ lại Phật. Nhưng mà Chelsea nghĩ là cái này là một cái mình nói là một cái đam mê nhưng mà mình bỏ rất là uổng. Thì quý vị nào mình đâu biết được đâu, tương lai nhiều khi mình gặp được nhà bảo trợ nào mến mình và cho mình những cái năng lượng đó tiếp tục thêm. Vậy thì thực sự là cũng chỉ mong là có quý vị khán giả cứ tiếp tục ủng hộ, hãy cứ xem. Đầu tiên thì thứ nhất thì thực sự hãy cứ xem và subscribe và share. Quý vị thích thì cứ like, tại vì những cái YouTube Analytics thì nó sẽ cứ theo cái like và xem rồi view rồi share, thì cứ càng có view càng có subscriber thì các anh em vẫn sẽ có tinh thần để gửi đến quý vị những cái content. Và không chỉ có YouTube về livestream mà Lung Tung Sàn còn có trong cái channel còn có podcast nữa, có một cái phần podcast nữa để các anh đây là chia sẻ về cái câu chuyện nghề rồi phỏng vấn ca sĩ, và lâu lâu mời ca sĩ lên, những ca sĩ mà cộng tác với chương trình lên để chia sẻ. Vì thích thì cứ theo dõi. Và có account ở trên Spotify về podcast là LTX Media. Quý vị cứ subscribe, có thể rate 5 sao dùm cho Danny ở trên Spotify, account là LTX Media. Có những cái tập podcast mà chỉ có ở Lung Tung Sàn thôi, vì biết được là các anh nghe nhạc gì, rồi các anh cái anh Tuấn là đánh đàn bao nhiêu lâu, rồi học đàn ở đâu, anh Doanh học trống ở đâu đó. Rồi những khán giả mà tới những ca sĩ mà tới cộng tác với Lung Tung Sàn thì cũng có ngồi lại chia sẻ ở trên podcast nữa, thì rất là nhiều content. Không chỉ là quý vị Lung Tung Sàn channel không chỉ là một channel về nhạc mà còn rất là nhiều content khác nữa. Và Hy vọng là trong tương lai với sự bảo trợ vì khán giả thì sẽ có cơ hội làm thêm nhiều content khác nữa mà bổ ích, mà đem lại sự thư giãn cho quý vị mỗi lần quý vị xem. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Vì em Chelsea đang suy nghĩ là nếu mà quý vị nào đó thì Việt Nam chúng ta có quý cô, quý chú hay là xem chương trình mà không có, mình không có làm account, mình chỉ xem thôi, thì mấy cái đó nó có giúp được cái gì cho chúng ta hay không? Mình view thôi nhưng mà mình không có subscribe, nhưng mà mình không có account, mình giống như là mình không có sign in, mình chỉ coi thôi, thì nó có tăng cái số xem không? Dạ thì một view thì nó vẫn là một view, nhưng mà mình có subscribe thì và có like thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Quý vị nào mà đã cứ share là quan trọng, là share. Như quý vị nói tôi ủng hộ rồi nhưng mà tôi không có account thì mình không có đủ thời gian nữa. Thì trước khi mình chia tay chương trình đó, thì mình có những anh Tuấn Châu và như Danny có những lời nào gửi lời đến quý vị khán giả hay không? Mình còn vài phút nữa đó. Thì tất cả những tâm tình, những cái khó khăn của Lung Tung Sàn thì nãy giờ Tuấn Vô và Danny nói ra cũng gần hết, và cũng mong là quý vị thông cảm trong quá trình làm có những cái sơ sót gì thì cũng xin bỏ qua dùm. Còn nếu các bạn muốn ủng hộ Lung Tung Sàn thì xin hãy tiếp tục ủng hộ bằng cách như Danny nói, thì quả mai Lung Tung Sàn còn có thể hoạt động tiếp được. Dạ thì như Danny vẫn hàng tuần chia sẻ trên podcast, cũng như là hàng tuần các anh chị em nghệ sĩ cộng tác với Lung Tung Sàn ở trên livestream thì vẫn chia sẻ, quý vị cứ ủng hộ. Còn người xem thì Danny nghĩ là Lung Tung Sàn vẫn sẽ làm thôi, sẽ không có bỏ đâu, bởi vì như anh Doanh lúc nào cũng nói, anh Doanh là anh Doanh Tuấn nữa, tại vì thật sự những anh ở đây á, là họ kể cả Danny nữa, thật sự mà nói thì cái Lung Tung Sàn mỗi tuần thứ ba thật sự nó cũng chỉ là một cái side job thôi, một cái công việc đam mê là chính, tất cả các anh đây luôn. Tại vì thật sự quý vị cũng hiểu mà, không thể nào mà sống bằng cái livestream mỗi tuần được như vậy, mà một lần livestream là tới 5 anh trong band, rồi Duy, rồi Danny, rồi kể cả các anh trong Clara Studio cứ phải ủng hộ hoài, mà ủng hộ cứ cho ở free hoài thì cũng đâu có được, đúng không? Cho nên là quý vị nhớ cái này. Danny rất là xin lỗi nếu mà có hơi phiền quý vị, nhưng mà cái số gel của Lung Tung Sàn thì rất là hiếm khi mà có cơ hội được lên trình bày với khán giả ở trên một cái channel rất là có thâm niên như là Little Sài Gòn TV. Là cái số gel, hy vọng quý vị hãy ủng hộ vào cái số gel của Lung Tung Sàn Channel. Đó là cũng là cái số phone luôn, quý vị có thể gọi điện mà nhắn tin vào cái số phone này luôn, đó là 7149497406, đó là số gel của Lung Tung Sàn Channel. Quý vị cứ tiếp tục ủng hộ và hãy cứ like, share tất cả những cái fanpage của Lung Tung Sàn như là Facebook, Instagram và TikTok và podcast. Yeah, cảm ơn rất nhiều. Và quý vị nào mà mình nói là fan hâm mộ, hay là quý vị nào mà chưa biết đến mà bây giờ mình nghe mình có mình thích thú, mình muốn biết là ô ta đó tôi không biết, bây giờ tôi muốn biết thử như nào, thì quý vị có thể lên trang mạng xem thêm. Và nhiều khi cái đây là cái mà có thể là giúp cho tinh thần của mình trong thời gian này. Rồi được Covid đã hết rồi, nhưng mà Chelsea biết là sau Covid còn nhiều chuyện hơn để mà mình lo nữa. Thì có thể là đây là một cách mình xả stress khi mình nghe, mà nghe live nữa. Thì đâu biết được một ngày nào đó quý vị sẽ là người gọi vô nhắn do tôi yêu cầu bài này, hay là tặng cho bạn mình, hay tặng cho người yêu của mình, và mình đâu biết được đâu. Đúng rồi, đang trong lúc livestream Lung Tung Sàn là còn có sorry chị Chelsea, là Lung Tung Sàn còn có dịch vụ thu âm nữa. Tại vì đây là full band thì quý vị có thể tới để mà đăng ký hát, và Lung Tung Sàn sẽ thu âm lại. Và quý vị thu âm lại là không chỉ là thu bài hát không, mà các anh đây sẽ có một cái version là karaoke cho quý vị luôn. Mà là full band, quay hình luôn, quay hình luôn. Quý vị cần có video là có quay hình luôn. Giống như ai muốn gửi cho người yêu của mình bài ai chung tình, đâu ai chung tình được mãi. Thì quý vị có thể liên lạc, và mình đâu biết được đâu. Và mình không còn đủ thời gian nữa. Thì trước khi chia tay chương trình thì Chelsea mời anh Joe và cũng như Danny gửi lời chào đến quý vị khán giả. Tuấn Joe xin gửi lời chào sức khỏe đến tất cả các quý vị khán thính giả đang nghe đài Little Sài Gòn TV. Và Danny cũng xin một lần nữa xin được cảm ơn chương trình Góc Khuất của chị Chelsea đã có nhảy mời Danny cũng như là anh Tuấn Trôi đến chia sẻ về Lưu Tung Sèn Channel, và chúc quý vị khán giả vẫn luôn luôn có sức khỏe để tiếp tục xem và ủng hộ không chỉ cho Lưu Tung Sèn mà còn ủng hộ cho tất cả các chương trình của Lý Đôi Còn TV cũng như là chương trình Góc Khuất, một cái chương trình Danny thấy rất là có ý nghĩa của chị Chelsea. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Dạ, cảm ơn anh và cũng như Danny rất nhiều đã đến với chương trình, và Chelsea mong mỏi là lúc nào cũng mang những cái chương trình mà có ý nghĩa và giúp cho chúng ta như là mình nói về mental health và tinh thần chúng ta, thì âm nhạc lúc nào cũng là một cái mà mình cách là mình xả stress và cũng như là mình giữ mãi trong lòng chúng ta. Bây giờ mình có thể nghe và nó đúng cái trúng cái tâm lý của chúng ta nữa, và Chelsea rất là cảm ơn một lần nữa và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.